Mạnh Quỳnh viết tâm thư gửi người yêu: ta còn nợ nhau, mong em sớm khỏe. Nỗi lòng Mạnh Quỳnh khiến nhiều người xúc động, cho thấy tình tri kỷ đáng ngưỡng mộ của Mạnh Quỳnh và người tình sân khấu. Ca sĩ Mạnh Quỳnh đổi ảnh đại diện trang group cá nhân thành một nhành lan tím, cùng với đó giọng ca trữ tình gửi lời động viên đến người yêu từ nước Mỹ xa xôi: cố lên bạn tôi nhé, ta còn nợ nhau nửa đời nghệ thuật còn lại. Mình đã đi bên nhau suốt một quãng đường dài nhiều chông gai vất vả, hay mạnh mẽ và kiên cường như chính cuộc đời bạn. Cũng như mình, cuộc đời này vẫn luôn cần bạn. Cánh lan tím vẫn nhẹ nhàng tươi nở, dù cuộc đời mưa gió vẫn triền miên, Mạnh Quỳnh xúc động viết. Nỗi lòng của giọng ca sĩ hải ngoại khiến nhiều người cảm thấy xúc động, cho thấy tình tri kỷ đáng ngưỡng mộ. Trước đó, Mạnh Quỳnh và người tình sân khấu được biết đến là cặp song ca ăn ý của dòng nhạc trữ tình, kết đôi trên sân khấu hơn 20 năm. Không chỉ sánh vai dưới ánh đèn màu, họ còn là những người bạn thân thiết ngoài đời, chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống. Được biết, khi hay tin người tình sân khấu bị bệnh, Mạnh Quỳnh vô cùng xót xa. Theo dõi thông tin của người yêu từ xa trên nước Mỹ, Mạnh Quỳnh còn mong em mau khỏe để chúng ta đồng hành suốt cuộc đời này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Nhạc Quê. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để theo dõi những video mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ.